Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hoành Sơn tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường trên địa bàn quận. Cụ thể, bổ nhiệm ông Bạch Ngọc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An, nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An, nhiệm kỳ 2021-2026. Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khuê Mỹ, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khuê Mỹ. Bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hải, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hải. Bổ nhiệm ông Huỳnh Kim, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Quý, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Quý. Bổ nhiệm các ông Phan Thép, Hồ Hồng Minh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An. Ông Mai Xuân Linh, Lê Văn Dũng, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khuê Mỹ. Ông Hoàng Chí Trung, Huỳnh Công Tiến, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hải. Ông Huỳnh Ba Quý, Ngô Thành Trà, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Quý. Thời hạn bổ nhiệm chức vụ theo các quyết định là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021.